Chào các bạn, mình đang đứng đường Trần Hưng Đạo các bạn, giáp giới với đường ngã tư Trần Hưng Đạo với đường Mai Xuân Thưởng, chỗ cái nhà sập đây. Đây là đường Trần Hưng Đạo, cái nhà sập vẫn còn mà. Hôm nay mình sực nhớ cái quán cà phê 360 các bạn, là mình sẽ đi xuống cái đường Mai Xuân Thưởng đây nè, đi xuống giáp Bạch Đằng rồi mình cua qua bên trái các bạn, là sẽ tới quán 360. Giờ mình đi rồi các bạn hình dung cái con đường này mà. Ở đây mới có một vụ tai nạn nhưng mà chắc nó không sao bạn. Bây giờ mình đi nha bạn. Đây đi vô đường Mai Xuân Thưởng các bạn. Lâu lâu sực nhớ quán 360 xưa là. Đây là một cái quán cà phê cũng nổi tiếng ở Quy Nhơn, cà phê Xuân Vườn. Vì hồi xưa sau cái giai đoạn mà bao cấp các bạn, là thì một số người họ nhảy ra họ là mở quán cà phê, nhưng mà thường thường mở quán cà phê ở nhà. Thì riêng cái anh chủ quán 360 đây hồi trước là có cái đất ở phía sau Bạch Đằng đây mà, gần như cái vườn bỏ không. Đất đây hình như không ai làm gì mà, không kinh doanh được cái gì hết. Anh mới nghĩ ra là mở cà phê Xuân Vườn, tức là mở cà phê vườn á. Rồi anh đầu tư vô anh mở cà phê vườn đây mà. Từ đó là bắt đầu là khách nó đông lên. Và sau này là gần như là nổi tiếng ở Quy Nhơn là cà phê vườn đầu tiên á. Sau này cũng có nhiều người họ bắt chước họ làm, nhưng mà đây là quán đầu tiên. Bây giờ mình đi lại cái quán 360 các bạn xem. Đây là Quốc Bảo Palace, hồi xưa là cái gì đó bạn, rồi đổi hai ba chủ rồi đây bạn. Bữa nay người ta thay đổi là có cái cổng mà. Thì hồi xưa là có hàng rào mà. Đây cà phê 360. Giờ mình đi vô mà. Đây cà phê 360. Đi vô coi thử có gì khác không. Đây cái cổng. Bữa nay thì nó không đông khách như hồi xưa các bạn. Làm cổng bằng gạch đúng không? Đây bạn, bên này làm cái cửa sổ, một cà phê 360. Bây giờ mình đi vô làm ly cà phê thử nha. Đây, mấy cái góc cà phê thân thương. Nhưng mà nó mở nhạc là sợ lọt vô đánh bản quyền. Để mình tránh xa xa cái loa này. Đây. Mình ngồi kêu ly cà phê đã, rồi mình đi quay sau à. Cái góc này là hồi xưa bạn bè hay tập trung rồi. Đây, mình nhớ cái bể đây vẫn còn này. Các bạn biết tập trung làm gì không? Tập trung tán dốc là một. Đây cà phê 360. Cái thứ hai là hồi cái giai đoạn đó là giai đoạn mà sau bao cấp các bạn, là rộ lên cái phong trào mà điện thoại mà, điện thoại di động á, mà điện thoại di động hồi đó đắt lắm, cho nên là sinh ra là buôn lậu các bạn. Người ta buôn mua ở bên Nhật á, rồi đem về. Hồi đó điện thoại di động nhỏ đem về, rồi mấy anh bạn anh em tới đây chào bán. Lấy chú một ly cà phê đen đá không? Đây mấy cái góc hồi xưa mà. Phía sau kia là một cái chủ khác. Đèn đá hả con? Bỏ bàn nào cũng được, bàn nào cũng được.
Ủa? Chưa hả? À. Bữa nay nói chung là cũng khách nó cũng vừa vừa lại ra, nhưng mà nó lại ra cả ngày. Người ta khách lại ra cả ngày chứ còn ở đây bán không phải là ào ào mà bán lại ra cả ngày á. Vườn mà hồi xưa có ai mà quan hệ mua bán cái gì á, là cứ chạy vô đây gặp nhau, hẹn gặp nhau 360. Mình có thằng em ở dưới cảng mà một ngày nó lên đây 4 lần. Ở đây có cà phê phin không con? Dạ, dạ có. Có hả? À, đây là cà phê phin là con phải sẵn đó rồi, con chế sẵn đó rồi. Rồi nhưng mà bây giờ là chế cho chú một ly cà phê phin để chú quay phim. À, vậy là thêm một đen nữa chú. Mà chú mượn được không? Chú mượn cái phim. Không, cái đây là con chế ra rồi, là nó sôi rồi, chế ra mất rồi. Ví dụ ai uống là cũng chế ra. Không, ý nó chú mượn cái phim đó, chú để chú quay cái hình thôi. Chứ không khỏi cần cà phê cũng được. Ý nó mượn cái phim rồi bỏ cái ly á. Dạ. Cho nó đẹp, để nhớ cái phim hồi xưa. Hồi xưa ngồi uống đây có cà phê phim. Đây bạn. Đây là mình kêu ly cà phê quên nè. Là nó đã chế sẵn nè bạn. Mình nhớ hồi xưa là có cà phê phin. Bây giờ mình lấy cái phin ra bỏ tượng trưng rồi mà. Bây giờ kêu ra nữa cũng ai uống, con đi con mình. Cà phê 360. Cái máy đây vẫn còn. Bây giờ không biết là chủ là ai rồi, mình không rõ lắm rồi. Chứ hồi xưa chủ là anh Tuấn, cầu thủ của đội Bình Định rồi. Là anh nảy ra cái ý là mở quán cà phê sân vườn này. Hồi đó thì đơn giản thôi, bây giờ lần lần thì cứ đầu tư lần lần rồi. Thêm cây cảnh này, thêm rồi hồi đó mở nhạc. Có mấy cái loa mình nhớ là để đâu phía đây nè. Mà mở hồi đó là bộ nó em là chính rồi. Để mình đi ra phía sau thử mà. Coi thử có gì. Cho các bạn ở xa nhớ lại cà phê 360. Đây bạn, phía sau này. Đi ra đằng sau đi. Thì thấy quán hồi xưa. Hồi xưa là nhớ xe cứ để dọc y chang vậy. Cũng để dọc y xì. Bây giờ phía sau đó là hồi xưa là một chủ mà, bây giờ phía sau đó là một chủ khác mà. Bây giờ cái toilet mình nó nằm phía bên đây. Đúng, vẫn y như cũ à. Đây, toilet đây. Vẫn y như cũ, bên đây nữ. Bên sau đây là một cái quán khác, chủ khác. Do sau này phân chia cà phê 360 này. Do sau này phân chia quyền lợi sau đó, rồi cuối cùng các bạn, cho đây đánh cờ tướng này. Đây, cờ tướng đó. Cờ tướng, hồi xưa cờ tướng cũng đây, cái anh bán vé số ở đây là cũng xưa rồi nè. Bữa nay nói chung ít khách rồi. Nhưng mà nó lọt nhạc vô á, không biết là nó có bị đánh bản quyền. Để tí mình kiểm tra thôi. Giờ mình về mình ngồi uống cà phê. À, cháu nó đem cái phim ra để mình quay cho các bạn coi. Tượng trưng. Đây, cà phê phin. À, hình ảnh này, hồi xưa mà. Mình cất cái ly đây đi. Đó, cà phê phin hồi xưa này. Đây là nó đưa cho mượn thôi nha, không có cà phê. Rồi, ngồi nhớ lại hồi cái thời cách đây cũng phải là trên 30 năm à. Chùa lâu. Chút mình đi qua cái quán mà mới mà, của cái anh Tuấn á. Mình quay các bạn xem cái hình ảnh đó. Cái quán mới của anh bây giờ anh đầu tư bên quán mới á. Nhưng mà người ta vẫn thích cái quán này. Quán đây là thích về kỷ niệm đó. Kỷ niệm hồi xưa.
Rồi phía sau đó là một cái chủ khác rồi. Đây hồi xưa là các bạn biết là hồi xưa đây là giống như đất vườn, nhưng mà chỗ đây là nước mặn đó bạn, đâu có trồng được cái gì đâu. Chỗ này gần như là bỏ không đó. Nước đầm này, nước lợ đâu có trồng cái cây gì được đâu. Thì nó có mọc cái dại cây gì thì nó mọc giống như để cống. Rồi mình nhớ là hồi xưa là có một số chỗ là người ta cải tạo đất là người ta trồng hành. Còn chỗ thì người ta làm bãi chứa than, chứa củi. Đây, mình lên đây mình ngồi về cái chỗ cái góc đó. Góc hồi xưa cũng rút điện thoại di động ra bán. Đây nè, mấy cái góc đây là hồi xưa là ngồi rút điện thoại di động ra mà. Rồi ai mua được trả giá. Đây, cà phê 360. Nhìn ra đây, cái hình ảnh đây thì nó hơi khác một xíu là vì có cải tạo lại cái bờ thành nữa. Hồi xưa là mình nhớ cái hàng rào này. Bên ra ngoài đây là Bạch Đằng các bạn. À, trước quên nói các bạn là trước đây có cái chùa nhỏ, bữa bạn nào hỏi này, cái chùa ngay số 327. Cái chùa đó mà mình vô mình hỏi thì họ nói là chùa tư nhân các bạn, của cái anh người Hoa đó. Thành ra là không có tham quan vô được. Thôi mình dừng ở đây, rồi trước mình đi qua bên cái quán của anh Tuấn, cầu thủ tiền vệ đó, nổi tiếng của Nghĩa Bình Định hồi xưa đó. Quay cái quán mới của anh cũng cà phê 360, tại vì cái thương hiệu đây là giống như thương hiệu của anh đặt ra, lấy cái 360 là cái số của cái số nhà, số miếng đất này nè, số 360 là số nhà của cái miếng đất này, cho nên là anh đặt luôn cà phê 360 mà chết cái tên luôn. Rồi bây giờ mình uống cà phê các bạn, rồi chút mình đi qua bên kia. Uống cà phê đen thôi. Ly cà phê đen. Tôi thường ở đây ở Quy Nhơn các bạn, không biết là cái chỗ khác sao. Quy Nhơn thường là kêu ly cà phê thì thường đem theo ly nước trà các bạn, trà đá hay trà nóng. Thì bữa nay như mùa lạnh người ta đưa trà nóng. Thường thường là như vậy các bạn. Rồi uống mà hết cà phê các bạn. Nhiều đứa là coi như là nó ngồi suốt buổi rồi, hết cà phê rồi ngồi làm gì thì cứ kêu trà đá rồi xin tí đường rồi bỏ vô quậy. Rồi nhiều khi đứa nào quen nó cho lát chanh rồi dặn chanh vô thành ly nước đá chanh. Cái trò đó là mình nghĩ cũng cái vui đó. Nhiều quán á cũng mệt với cái màn đó thôi à. Uống hết ly cà phê rồi xin tí đường, xin tí đá, quậy đổ cho lát chanh rồi ra là xong. Có ly nước chanh uống một là uống hai ly mà trả tiền một ly thôi. Tí đi qua bên kia các bạn. Đây là bờ hồ Đống Đa các bạn, là phía sau của quán 360 á. Hồi nãy mình mới quay á thì mình đi ra đây để quay cái mặt sau của quán 360. Quán này là chủ khác. Đây cũng lấy tên cà phê 360 các bạn. Do thương hiệu 360 là nổi tiếng á, cho nên là bây giờ hai chủ đây là đều lấy cái tên là cà phê 360 hết. Và vì cái lô đất đây nó cũng là số nhà 360, cho nên người ta lấy cũng hợp lý. Sau đây thì nó nhỏ hơn phía trước. Đây là đường Lê Đức Thọ. Hồi xưa là phía sau đây là bỏ không các bạn. Mình quay thêm cái mặt sau. Thôi, xin chào các bạn. Mình tới chỗ trung tâm hội nghị của tỉnh các bạn. Bên hông này bạn, bên hông trung tâm hội nghị tỉnh là bên kia là đường Diên Hồng, có bánh xèo gia vị rồi nổi tiếng. Thì ngay cái góc cua, ngay góc rồi bạn, là Tuấn hồi nãy mình nói là chủ quán cà phê 360 cũ rồi về mở quán đây.
mua nhà mở quán ngay góc này, có cái mấy cái bàn mất mát. Nói chung là cái chỗ đây ông anh bán khách cũng được mà, lại ra cả ngày. Có chữ cà phê Túng ở trên cao, cà phê Túng bây giờ nó lấp mấy cái cây. Hồi xưa mình nhớ có cái đề chữ 360 cũ không, bây giờ thì thấy cà phê Túng không à, ngày góc không? Bán ở dưới không à? Hồi xưa hình như có giai đoạn thấy có bán trên lầu, lầu đang ngồi cũng hay hay, nhưng mà bữa nay thấy gần như ngồi dưới, cái vỉa hè rộng á, ngồi dưới là chính. Đường Lê Duẩn các bạn, bên kia là đường Diên Hồng. Đây chủ cà phê 360 cũ rồi. Rồi xin chào các bạn.